Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục RTK Radio, lên sóng đều đặn vào mỗi tối thứ tư cách tuần. Ở diễn biến chương 3, Oja đã có một cuộc tỉ thí với Kamen Rider Odin, được hé lộ là do Akiyama Ren Henshin thành. Hôm nay, ở chương 4, quay ngược trở lại trước sự kiện đó, ta sẽ tìm hiểu căn nguyên gì đã đưa Ren tới con đường trở thành Odin, con rối của Kanzaki Shiro nhé. Kamen Rider Ryuki, War of If, biến thân 4, Knight Odin, người dịch Kami. Điện thoại của Ren bất ngờ reo lên khi anh và Jui vừa định mở cửa quán. Anh nhận ra đó là số điện thoại từ bác sĩ của Eri. Tức thì anh cảm thấy người mình lạnh toát lên và phải cố gắng lắm anh mới giữ được bình tĩnh để trả lời điện thoại. Alo, Akiyama-san? Vâng, có một sự cố đã xảy ra với Ogawa-san. Chúng tôi cần anh đến đây sớm nhất có thể. Tim anh đập loạn lên, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh đáp lại. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay. Yui ném cho anh cái nhìn đầy lo lắng khi anh vừa cúp máy. Là Eri-san à? Tôi phải đi đây. Anh ta nói thay vì trả lời câu hỏi. Yui gật đầu rồi mở cửa cho anh ta. Nhưng có một cánh tay từ cửa sổ thò ra tóm lấy cô. Cô la lên và cố vùng vẫy thoát ra, nhưng monster đó quá khỏe. Yui! Ren la lên rồi bắt lấy cô ấy. Nhưng đã quá muộn, cô bị kéo vào Mirror World. Giờ anh không biết phải làm gì cả. Eri đang cần anh, nhưng Yui cũng vậy. Anh nhanh chóng gọi cho Shinji, nhưng chỉ được chuyển vào hộp thư thoại. Không còn lựa chọn nào khác, anh lấy bộ đách ra đưa về phía cửa sổ. Henshin! Hop! Trước mặt anh là Psycho Rock, và phía trước nó là Alternative. Knight nhảy qua đầu Psycho Rock rồi dùng Visor của mình chém vào Alternative. Mặc dù đã kịp đưa kiếm lên để chặn đòn đánh, nhưng Alternative vẫn bị Knight khuất phục. Ren! Anh đánh vào tay của Psycho Rock, buộc nó phải thả Yui ra. Chạy đi! Anh ta la lên. Yui chạy xuống đường, tránh xa trận chiến. Cô tin rằng Ren sẽ tìm mình ngay khi kết thúc trận chiến, và cả hai sẽ về nhà trước khi họ hết thời gian. Khi Yui đã ra khỏi phạm vi của chiến trường, Knight hướng sự chú ý của mình vào Alternative. Vậy là các người vẫn nhắm vào cô ấy. Kanzaki Yui là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nếu không vì cô ta thì ngày đó Kanzaki Shiro sẽ không tiến hành cuộc thí nghiệm, và mọi người trong phòng thí nghiệm, bao gồm cả Ogawa Eri, vẫn sẽ còn sống. Nai giận đến run người, hét lớn. Eri vẫn còn sống, nhưng cũng như đã chết mà thôi. Bảo vệ Kanzaki, cậu cũng tiếp tay giết chết Ogawa đấy. Im đi, Nai hét lớn. Từ lâu anh đã chấp nhận sự thật. Dù anh trai cô ấy có làm gì đi nữa thì Yui sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với Eri. Cô ấy cũng là nạn nhân và anh không thể chấp nhận cách làm của Alternative. Anh giận dữ lao vào Alternative. Cả hai đánh ngang tài ngang sức. Biết mình sắp lâm vào thế bí, Nai định bắt đầu rút ra một lá bài, nhưng một nát chém bất ngờ từ phía sau đã cho Alternative cơ hội để phản công. Khi nhìn lại, anh thấy một Alternative thứ hai đang cầm thanh kiếm trong tay. Nhưng đó không phải là Alternative Zero. Tên Alternative này có màu vàng đồng trên các họa tiết. Monster của anh bị hạ rồi. Một giọng nói trẻ. Hắn là một thiếu niên. Tôi nghĩ anh cần giúp. Đừng lo cho tôi, đuổi theo Kanzaki đi. Có hơn 2 Alternative à? Nai vừa đứng dậy vừa hỏi. Giáo sư Kagawa nghĩ ra rằng bọn tôi sẽ cần thêm người giúp kể từ khi các người cứ cản đường bọn tôi. Alternative vừa nói vừa vung kiếm. Nai tránh được đòn tấn công và dùng Sword Bend. Không ổn rồi, nếu có nhiều hơn 2 Alternative, cộng thêm cả Tiger nữa, vậy Yui sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Anh ghét phải làm điều này, nhưng anh phải vừa đánh vừa di chuyển đến gần chỗ của Yui hơn. Dù có vậy thì anh lại càng đi xa, vừa giữ chân Alternative để hắn không đuổi theo cô ấy, vừa tìm cách đánh bại hắn. Anh làm hết sức có thể để không phải suy nghĩ những chuyện khác, chỉ tập trung cho trận chiến. Để chiến thắng, anh không được phép lơ là. Nhưng không biết là anh đang sợ Yui đang gặp nguy hiểm, hay sợ mình sẽ không kịp để đến gặp Eri. Knight đã không thể đánh bại Alternative và anh cảm thấy lưỡi kiếm của hắn đã đâm vào bụng của mình. Vừa lúc đó, Ryuki lao đến tung ra một nhát chém bay Alternative vào tòa nhà gần đó. Ren, Yui-chan đâu rồi? Ryuki hỏi trong sự hoảng sợ. Alternative đã bắt cô ấy. Knight giải thích mọi chuyện. Tôi đã bảo cô ấy chạy đi. Vậy cô ấy vẫn ở trong Mirror World?
đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Cậu đã không hề trả lời điện thoại. Khoan đã, người gọi là cậu à? Thường thì Ren không bao giờ gọi giúp đỡ, đặc biệt là khi anh ta và Shinji vừa cãi nhau. Nhưng tại sao? Nai không có thời gian để mà quan tâm đến việc trả lời. Anh lo cho Yui, mấy tên Alternative và Eri. Anh lặng lẽ rút ra lá thư vai. Là Eri-san phải không? Anh chẳng cần Shinji phải bận tâm. Nhưng trước khi anh có thể nói bảo Shinji tránh đường ra, thì nhìn thấy Oja xuất hiện. Kiếm của hắn đang nhắm thẳng về phía của Shinji. Coi chừng! Nai đột nhiên hét lớn, đẩy Ryuki sang một bên. Nhưng anh thì lại không kịp tránh. Lưỡi kiếm đâm mạnh vào chiếc thắt lưng với lực đủ mạnh để anh phải cúi gập người xuống, đánh rơi Survive Card. Chỉ vài giây sau, biến thân của anh vỡ tan thành từng mảnh cùng với bộ deck của mình. Cảm thấy sức lực đã không còn, anh trượt ra khỏi lưỡi kiếm rồi gục xuống đất. Giờ đây, anh chẳng bận tâm rằng mình đang chảy máu hay Oja đang đứng trước mặt, sẵn sàng kết liễu anh. Ren nghĩ rằng mình đã đúng, những kẻ không chiến đấu sẽ không thể tồn tại. Nhưng quả cầu lửa của Drag Rider buộc Oja phải lui ra xa. Ryuki đến được bên cạnh Ren để xem xét vết thương. Ren, cậu có thể đứng dậy được không? Ren không thể trả lời nên Ryuki đã đặt cánh tay của anh quanh cổ để giúp Ren có thể đứng lên. Cậu vào đây từ chỗ nào vậy? Mà thôi kệ đi, Drag Rider! Con rồng gầm lên rồi bay đến chỗ cái cửa sổ gần đó mở đường cho Ren. Ryuki theo đó mà trở về thế giới thật. Khi về đến nơi, Ryuki đặt anh ta nằm trên mặt đất rồi quỳ xuống bên cạnh. Shinji đã làm điều tốt nhất có thể rồi. Nhưng vẫn còn, ít nhất anh ta còn cơ hội để đến kịp lúc gặp Eri. Cậu ổn không? Cậu nên đến bệnh viện, Ryuki hỏi. Cố hết sức để đứng dậy, Ren nhấn mạnh. Tôi sẽ chăm sóc vết thương này sau, rồi bỏ đi. Anh tôn trọng Shinji, thậm chí có thể gọi Shinji là bạn. Nhưng đây không phải là chuyện để hai người có thể dễ dàng chia sẻ. Chỉ vì trong thâm tâm, anh sợ nếu mình nói ra thì điều đó sẽ trở thành sự thật, rằng Eri sẽ chết. Sau một lúc do dự, Ryuki hỏi, có phải là Eri-san không? Ren không trả lời. Anh nói tiếp, được rồi, cậu đến bệnh viện để kiểm tra Eri-san, còn tôi sẽ cứu Yui-chan. Cậu không có cơ hội đâu, lần này bọn chúng còn đông hơn nữa. Ren lắc đầu phản đối. Giấu đi sự sợ hãi của mình, Ryuki khẳng định, tôi sẽ tìm ra cách để đối phó, giờ đi mau đi. Nhìn về phía Drag Rider lúc này đang quay trở lại Mirror World, Ryuki nhanh chóng theo sau. Ren cố ngăn anh ta lại, cố nói anh ta ngốc hơn mình tưởng và không đời nào Ryuki có thể chống lại đám Alternative đó. Nhưng dù cho cố gắng thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể theo sát Ryuki được. Thứ duy nhất anh thấy là hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Vậy không có nghĩa là anh không thể làm gì được nữa. Ít nhất anh có thể đi gặp Eri, mặc kệ vết thương đang nhói đau. Anh quay người lại và chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi, mọi chuyện còn tệ hơn cả anh đã sợ. Bác sĩ và y tá tập trung quanh giường của Eri khi anh xông vào phòng, mặc cho các y tá ngăn cản. Anh biết họ chỉ muốn ngăn anh không làm phiền bác sĩ đang cố gắng cứu cô ấy. Nhưng anh không thể chấp nhận vì họ buộc anh phải rời xa Eri. Anh nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim và tiếng chuông báo hiệu nhịp thở của cô ấy đã quá tầm kiểm soát. Anh thấy bác sĩ chuẩn bị máy khử rung tim, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ. Ren phải ở bên cạnh cô ấy, phải cứu lấy cô ấy. Anh là người duy nhất làm được điều đó. Anh cố thoát ra và đến nắm lấy tay cô. Và ngay lập tức, tiếng bíp chói tai vang lên. Trên máy đo nhịp tim là một đường thẳng đáng sợ. Ren chắc rằng mình đã hết gọi tên cô. Mặc dù anh có thể cảm thấy mình đang khóc, nhưng anh lại không thể nghe thấy được tiếng của mình. Xung quanh không còn bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng bíp kinh khủng ấy. Các y tá kéo anh ra để bác sĩ có thể sử dụng máy khử rung tim. Lần này anh không còn vùng vẫy với họ nữa. Cuối cùng, sau những giây phút dài như cả đời người ấy, bác sĩ thở dài rồi quay lưng lại với Eri, nói với Ren điều gì đó. Đó có thể là lời xin lỗi, có thể là lời khiển trách vì anh đã không đến kịp. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, cũng như nhau cả thôi. Rồi Ren nghe thấy âm thanh của Mirror World. Anh quay lại và nhìn thấy một người mặc áo choàng đứng nhìn anh chăm chú. Kanzaki! Anh không ngờ rằng mình sẽ kết thúc ngay bên ngoài bệnh viện như thế này. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa. Kanzaki đứng trước mặt anh, nhìn anh tựa vào tường, không có một chút thương cảm, không chút cảm xúc. Luôn có một tia hy vọng rằng anh có thể cứu được Eri, nhưng giờ đây anh chẳng thể làm được gì nữa. Deck của anh thì đã vỡ, và anh biết anh đã để cho Shinji đâm đầu vào chỗ chết để cứu Yui. Anh không thể giúp được họ, anh không thể cứu Eri, anh không cứu nổi một ai cả. Và điều đó khiến cho thế giới trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Cậu đã thua cuộc chiến này rồi, Kanzaki nhấn mạnh. Ren bật ra một tiếng cười trong đau khổ. Ông nói gì đó mà tôi không biết đi. Anh đập tay vào tường một cách bất lực. Tôi đã mất tất cả. Tôi thậm chí còn không thể tự chiến đấu. Vậy thì cậu sẽ chết. Tôi còn có thể làm gì được nữa đây? Họ nhìn nhau một lúc. Ren với tâm trạng đau khổ và oán giận, còn Kanzaki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Cuối cùng, ông đáp lại, có lẽ có một cách để cậu có thể chiến đấu. Ren nhắm mắt rồi quay mặt đi. Không, không thể nào. Nhưng Kanzaki rút ra bộ lách cuối cùng. Nó có màu vàng kim và biểu tượng của một con phượng hoàng. Ren chẳng cần phải xem để biết đó là gì. Cậu là một trong những người có tiềm năng thắng cuộc chiến này. Cậu là người duy nhất đã đánh bại Odin. Vậy nên là tôi xứng đáng với nó à? Ren hỏi một cách chế nhạo. Anh vẫn không nhìn vào bộ deck. Suy cho cùng thì Survive Card của cậu và Kido đều là một phần sức mạnh được tách ra từ Odin hoàn thiện. Cậu dùng Survive thì cũng có khác gì dùng bộ deck này đâu. Cậu nên chiến đấu cho tôi đi. Hãy trở thành Odin và chiến thắng cuộc chiến này. Để rồi đánh mất bản thân mình sao? Ren nhìn thẳng vào Kenzaki tỏ vẻ thách thức. Để rồi tôi phải trở thành con rối của anh sao? Cậu còn gì khác để mất nữa sao? Kanzaki ra sức thuyết phục. Ren sững người lại. Anh biết đó chỉ là một lời hứa sáo rỗng. Nhưng cùng lúc đó, con người anh cũng đã trống rỗng rồi. Như thể anh giao quyền điều khiển cơ thể mình lại cho Odin và Kanzaki. Tay anh đưa ra nhận lấy bộ deck. Không còn gì để mất nữa, Ren quay người về phía khung cửa sổ gần đó, đưa bộ deck ra để triệu hồi phi bắc cổ. Bộ deck vụt khỏi tầm tay anh và tự bay vào trước mắt lưng. Kanzaki cười nhếch mép một cách hài lòng khi giờ đây Ren đã chết và Odin lại một lần nữa tái sinh. Vậy là Ren đã trở thành Kamen Rider Odin, chấp nhận để bản thân trở thành con rối cho Kanzaki Zero. Chúng mình sẽ tạm dừng câu chuyện lại tại đây. Nếu bạn yêu thích chuyên mục này, nhớ ấn nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! Annet đã sửa để phụ hình. Ta. Mày là cuối cùng. Joker! Tôi và mày là 戦うことでしか分かり合えない!